Chào các bạn, mình là Mel Cơ Chuẩn đây. Vì có rất nhiều bạn yêu cầu nên hôm nay mình sẽ tổ chức chơi tiệc trò chơi cùng với fan nha. Mình sẽ mời mấy bạn fan gửi lời mời các bạn cho mình và chơi cùng với mình nha. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lần đăng ký nha. Ok, bây giờ để bắt đầu thôi nào. Vì là buổi trưa mình nghĩ là mấy bạn đã đi học hết rồi nên là mình mời được có mười mấy bạn fan thôi. Nhưng mà mấy bạn này rất là đáng yêu luôn á. Lâu lâu thì mình sẽ chơi cùng với fan nha. Vòng đầu tiên là chạy trên tòa nhà đang xây. Cái vòng này khi còn đông người thì mình rất là sợ luôn vì chen chúc lẫn nhau á. Nhưng mà không sao thì mình sẽ cố gắng là chạy không chen mấy bạn fan nha. Ở chỗ này thì các bạn nhảy lên đây, xong rồi các bạn nhảy lên nè. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn khi mà các bạn đi đường vòng. Ở chỗ này nếu mà các bạn sẽ nhân vật nhỏ. Chết rồi, Mel lỡ té rồi. Để Mel nhảy lên lại rồi Mel hướng dẫn các bạn nha. Hiện tại thì Mel thấy còn rất là nhiều bạn fan ở dưới luôn á. Cố lên mấy bạn ơi. Ok, ở chỗ này các bạn sẽ nhân vật nhỏ. Thì các bạn đi giống như mình nè, rồi các bạn nhảy lên luôn cho nó nhanh. Sao bạn kia cứ đẩy mình hoài vậy? Trời ơi, u là trời. Bạn đó bị té xong rồi đập đầu mình cũng bị té heo luôn. Có khi nào là bạn ấy cố tình cho mình không? Nhưng mà mình phải ráng tới đích mới được. Chơi với fan mà mình không tới đích được là mấy bạn đợi mình, mấy bạn sẽ buồn lắm. Thôi, dẹp cái đường tắt hồi nãy qua một bên luôn, mất công rớt nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi đường này luôn nha. Wow, mình thấy có mấy bạn fan của mình đến đích rồi nè. Còn mấy bạn thì vẫn còn ở dưới. Cố lên mấy bạn ơi. Mấy bạn fan của mình đến đích rồi, cổ vũ mình. Rồi còn cổ vũ mấy bạn fan còn ở dưới nữa. Thật là đáng yêu quá đi. Bạn fan nào mà hôm nay chơi cùng với mình thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã đến đích rồi. Nhờ vào sự cổ vũ của các bạn đó. Các bạn cho mình hồi nãy nè. Sao không đến đích đi, còn đứng ở đó nữa? Chắc là đang cho mấy bạn kia chiếu gì. Nhưng mà đừng có cho như vậy, mấy bạn sẽ không đến đích được đâu. Xong rồi, có mấy bạn fan của mình không đến đích được rồi. Xin lỗi mấy bạn nha, mình sẽ chơi thật nhanh rồi ra với mấy bạn. Vòng thứ hai là cầu kính. Thì cái cầu kính này mình chơi còn khá là dở luôn. Có một bạn đang thể hiện kìa, siêu hay luôn á. Wow, cao thủ đây rồi, nhảy mà không rớt luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha. Là bạn fan và livestream hồi nãy nè. Là bạn cho mình hồi nãy đó. U là trời, bạn này thật là bí ẩn quá đi. Đã có người nhảy sẵn rồi thì bây giờ mình sẽ đến đích thôi. Ta-da! Mình sẽ khen bạn này nha vì bạn nhảy rất là hay. Cái vòng này thì chỉ có 8 người thôi. Mấy bạn fan của mình bị văng ra hết luôn rồi. Tới cái vòng mình dở nhất luôn rồi nè. Đó chính là cái vòng chạy trên vách đá băng đúng không ta? Trời ơi, đi đường tắt mà kiểu đó thì thôi xong luôn rồi. Chắc là thua luôn rồi quá. Công nhận là mấy bạn fan của mình chơi rất là hay. Chẳng biết là mình đã vượt qua được rồi nè. Mấy bạn khi mà chơi cái trò này á, thì những cái lúc mà không cần thiết thì các bạn đừng có vừa chạy vừa nhảy. Vì như vậy thì nó sẽ bị giảm tốc độ đó. Chỉ những cái lúc mà khi mà các bạn sắp rơi á, thì các bạn hãy vừa chạy vừa nhảy. Vì như vậy thì các bạn sẽ không có bị rơi. Ôi may quá đi, Mel vẫn tới đích được nè. Mấy bạn fan còn ngồi chờ Mel nữa, dễ thương quá trời luôn. Yêu mấy bạn quá đi. Mấy bạn fan chưa được chơi với mình thì các bạn cũng đừng buồn nha. Mai mốt thì mình sẽ tổ chức chơi tiếp, nên là các bạn sẽ có cơ hội chơi cùng với mình thôi. Vòng tiếp theo là vượt chướng ngại vật. Cái vòng này nếu mà không bị chen lắm thì mình thấy nó siêu dễ luôn. Nhưng mà tất nhiên là sẽ khó với mấy bạn mới chơi rồi. Nhưng mà các bạn luyện tập chơi hết quân cực đi, để các bạn thấy cái này siêu đơn giản luôn. Mấy bạn fan của mình chơi rất là hay luôn á. Ủa, alo, gì trời? Mới bị một thế lực đen tối nào đó đụng vào. Hồi nãy có thấy bạn đó ở đó đâu, tự nhiên xuất hiện ra rồi Mel bị té luôn. Xong rồi chắc là Mel thua luôn quá. Mấy bạn này đứng lại đợi Mel nè. Cảm ơn mấy bạn nha. Rồi, bị đập đầu té tiếp rồi. Bạn kia đứng lại nhìn cho mình thắng kìa. Trời ơi, siêu cu te luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Hu, đang chạy thì Mel bị té mất tiêu. Bây giờ Mel phải ráng chạy lại thôi. Mà chắc là hai bạn kia sẽ chiến thắng rồi. Nhưng mà không sao, đều là fan của Mel cả mà. Ai thắng cũng được hết. Ủa, hình như hai bạn này đứng lại đợi mình nữa nè. Trời ơi. Hôm nay mình mới thấy là có rất là nhiều bạn fan của mình rất là dễ thương luôn. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Mình sẽ không để cho mấy bạn chờ lâu. Vì còn rất là nhiều bạn ở ngoài chờ mình nữa. Nên là mình sẽ ra chơi thật là nhanh.
Vòng đầu tiên là bạn Lý Trường Thanh, cái vòng này thì mới vào là chen chúc nhau rất là nhiều. Mem không hiểu sao mà hình như là Mem không có chen được ai luôn á. Mà tại sao người ta có thể chen được mình ta? Làm sao để có thể xô đẩy được người khác? Có khi nào là có một skill gì chăng? À, bạn hồi nãy join mình nè. Ủa, u là trời. Sao mỗi lần mà đi với bạn này thì mình thấy có gì đó không ổn thì phải? Ở bài cuối cùng thì các bạn nhớ chạy vào cái giảm tốc để hoàn thành nhiệm vụ nha. Bạn này còn nằm ở đó nữa chứ. Mấy bạn fan của Mem chơi quá là hay. Tiếp theo là vòng luôn sẽ tốc độ trên đường lọ. Thì mới vào Mem cũng rất là sợ bị chen cái vòng này luôn nè. Nhưng mà Mem sẽ cố gắng nhảy thật là nghiêm túc để cho các bạn xem nha. Ok, hiện tại thì Mem đang dẫn nhất rồi. Và Mem thấy chạy một mình như vậy thì rất là an toàn, không có bị sợ gì nữa. Nên là Mem sẽ hạng nhất thôi. Ha ha, mấy bạn fan của Mem cố lên nha. Có một bạn fan của Mem hạng 2 nè. Rồi có mấy bạn fan tới nữa rồi nè. Giỏi quá trời luôn. Vòng tiếp theo cũng là vượt chướng ngại vật luôn. Trời ơi, nhìn chen chúc nhau kìa. Ơ, cái bạn này đứng chặn đường. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Rồi thật. Sao mà cứ kiếm chuyện mình không hoài vậy? Hú hú. Mình nhớ là hồi đó nhà mình đâu có làm gì bạn đó đâu. Ở chỗ này hẹp lắm luôn nè. Mình tính là để cho mấy bạn nhảy trước rồi mình nhảy. Mà mình sợ bạn kia sẽ cho mình tiếp á. Nhưng mà mình chợt nhận ra là như vậy cũng có nhanh hơn đâu. Bạn ấy lại tiếp tục cho mình nữa rồi. Đứng chặn đường kìa. Hả? Đúng là cái đồ kỳ cục mà. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua. Có vài bạn đến đích được rồi nè. Mình phải nhanh lên thôi. Vì chỉ có 12 người. Yay, mình đã tới rồi. Cảm ơn mấy bạn đã cổ vũ mình nha. Mà hình như mình thấy là chỉ còn có vài bạn fan của mình thôi. Vòng tiếp theo là đua xe tốc độ trên sa mạc. Cái vòng này nếu mà bình thường á, thì Mem nhảy rất là hay luôn. Nhưng mà Mem hay bị quá chớn á. Ví dụ như là Mem nhảy rất là nhanh, thì là giống như là hay bị lật hố như vậy nè. Đó, Mem là chuyên gia bị lật hố như vậy luôn. Tại vì nhảy quá là sớm mà. Nhưng mà không sao, Mem đã đến đích được rồi. Bạn còn fan của Mem nè, hên quá đi. Vòng tiếp theo là đua xe tốc độ trên vũ trụ. Cái vòng này hơi khó một chút, tại vì cái tốc độ của nó rất là khó để kiểm soát luôn. Nếu bạn nào chưa biết chơi tiền trò chơi thì các bạn hãy coi lại những cái phần mà các chiến thắng tiền trò chơi của mình nha. Mình có hướng dẫn hết tất cả các map luôn rồi. Hiện tại thì Mem đang nhảy nhất rồi nè. Và Mem nghĩ là Mem sẽ top 1 thôi. Vòng tiếp theo chỉ lấy được có 3 người thôi. Là vượt chướng ngại vật. Cái vòng vượt chướng ngại vật này thì đối với Mem thì cũng đơn giản. Mới nói đơn giản xong cái rớt luôn. Đơn giản quá ha. Bây giờ là Mem đang đi best rồi nè. Mà chỉ lấy được có 3 người thôi. Không biết là Mem có đến đích được không. May quá đi, Mem đã đuổi kịp rồi nè. Trời ơi, vậy là đủ 3 người luôn nè. May quá. Vòng cuối cùng là đua xe tốc độ trên mây. Để xem là ba đứa mình solo với nhau, ai sẽ thắng đây? Wow, thật là cam ro và khốc liệt mà. Bạn kia đang đuổi sát nút mình luôn kìa. Ủa, trời ơi, hết hồn luôn á. Yeah, cuối cùng mình đã thắng rồi. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha. Sau khi chơi xong thì mình sẽ nói chuyện với mấy bạn fan một chút.
nè. Giờ này thì các bạn đã đi học hết rồi, nên là chỉ còn có mười mấy bạn thôi. À, chị fly qua mình nè. Chào. Chào. Ủa, Mèo đang chơi với Phan hả? Đúng rồi, Mèo đang chơi với Phan. Nãy giờ có thằng nào join mày không Mèo? Ai join hả? Hình như có. Ai dạ? Thằng Phan fly team đúng không? Hình như là bạn Phan fly team thì phải. À, sao mày biết? Thì tao giả Phan join mày đó ha ha. Ai biểu hồi hỏi mày cho tao làm chi? Giờ tao cho lại là huề, liêu liêu. Mấy bạn fan, đồ kiệt fly cho mình đi. Hồi hỏi nó ăn đòn còn chưa sợ, hôm nay thì mình sẽ cho nó ăn đòn tiếp. Mày dám cho tao à, đứng lại mau. Đáng đời. Đứng lại cái thằng chết tiệt này. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn muốn xem mình xử đẹp kiệt fly thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và nhớ đón chờ video tiếp theo của mình nhé. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.